Cái nào ta? Na có mẹ phải không? Bữa nay Na có mẹ phải không? Na có mẹ phải không? Nè ta. Để cho ba que, mẹ cho ba que, mẹ cho ba que coi thử sao. Ba que ơi, mày cứ hăm hô, mày cứ hăm đòi tối ngày phản động với mẹ không à? Hả? Ừ. Tối ngày nó phản động với mẹ không à? Ba que được như vậy không? Ba que hả? Ba que ơi, từ bây hả mày mày hứa tao ngày 4 tháng 9 này nè, ừ? Gia đình của tao nè, thấy không? Tụi bay hứa là được cái gì? Bữa nay bay úp chưa? Ừ? Tao không muốn lên tiếng nói nha, ba que ơi. Hà My chào cả nhà, em chào anh Nguyễn Ngọc Bảo Trâm. Hà My chào Nguyễn Ngọc Bảo Trâm nha. Nè ơi. Nè ngày đợi ngày 4 tháng 9 giờ lắm rồi đó. Mới đi sáng giờ. Về nhà, bỏ nhà nè. Già nè, cục cưng nè. Cục cưng nè, ba que của đấy, ba que đấy. Cưng còn hơn ba que luôn á. Cưng lắm cả nhà, cưng lắm. Cưng cả nhà lắm á nhở. Cục vàng của Hà My đấy. Cưng lắm. Ở nào đấy, đây là cục vàng của Hà My đấy. Còn cưng hơn bà quê luôn á. Ừ, người ta đâu có phản động đâu. Đợi 4 tháng 9 nè. Dưới cả nhà nè. Tới ngày cái gì á. Ừ, chào. Chào Lê Trần, chào Hà My, chào Chiến Nguyễn Phan nha. Ngày nay Hà My lên á, lại nói đó, bây giờ 4 ngày 4 tháng 9 nữa. Sáng giờ mới đi quá về. Đi á, đi dọn coi sao đấy. Đây về nhà, Bình Dương đây ta rất là dễ thương. Đấy, dám không? Kia thằng Mai Rương chột nè, Bình Dương của người ta nè. Tụi bay chết được chưa? Hả? Tao nói tụi bay rồi. Chết đi. Tụi bay chống cộng cực ngu cho bay chết đi, đúng không? Ừ. Cô chào con Võ Nguyễn Trí, con muốn lên không? Con ok đi. Bữa nay cô Hà My sẽ mời con lên, con ok đi coi chưa? Cô sẽ mời con lên cục vàng của cô nè. Cưng lắm con, cưng lắm con trai. Bái quen của người ta đó. Cục vàng của người ta đó. Cưng lắm. Em chào anh Trần Siêu nha. Lâu quá, em bật cái đèn lên coi. Nhưng mà quê đâu? Hô hào dữ lắm mà. Bữa nay hô hào dữ lắm mà. Đu lên cổ Hà My vậy nè. Nó cứ lên là cứ đu lên cổ Hà My vậy nè. Cứ về nhà là đu lên cổ Hà My vậy nè. Nó cứ vậy đó. Lên cái nó đu cái cổ của Hà My vậy nè. Thì chịu nổi không? Cứ về nhà vậy đó. Sống sao mà mình sống sao mà giặc nó còn thương mình vậy nè. Còn tụi nó sống sao mà con người còn ưa rồi đó. Sống sao mà con giặc nó thương mình nó mới gọi là mày yêu được chứ. Sống sao con giặc mà nó đu tới cổ vậy nè. Còn à, tụi bay quay mới sống sao mới đợi vào thú giặc của tụi bay còn ưa tụi bay đó ha. Mày ở một cái đất nước văn minh ha. Mày ở một đất nước văn minh. Phải nói tối ngày là phải đúng rồi. À, cho Hà My xin lỗi nha. Sống theo mà châu Âu á. Đàn ông á mà sếp đó, sếp sếp hàng đó là thua con chó á. Xếp hàng thua con chó đấy nhá. Mà tụi bay là tối ngày bay chống cầm cái gì, bay chống cái gì đây? Ở là Việt Nam mà ai đàn ông người ta rất là tôn trọng, sống ra rất là bình đẳng. Việt Nam bây giờ rất là bình đẳng, không phải là cái gì, Việt Nam rất là bình đẳng, bình đẳng. Việt Nam bây giờ sống rất là bình đẳng, Việt Nam bây giờ sống bình đẳng, nam nữ bình đẳng hết, chứ không quan trọng sống phải nương nhờ lẫn nhau. Chứ không phải là đằng sống đừng theo xếp hàng theo một cái gì hết á. À, em chào anh Hào Nam. Anh Hào Nam rồi nè, anh đã sống nước ngoài không ơi, em đã sống đây còn hơn nước ngoài đó. Em về cái cục vàng của em nè, nó phi tới cổ em luôn á. Anh Hào Nam, nó phi tới cổ em vậy nè. Em lên cái nó phi tới cổ em luôn á. Ở bên con rô sân đào bên sống nước ngoài á, mày sống nước ngoài kiểu cụ bay đấy,
Mày nói là nước của bay văn minh lắm phải không? Bay văn minh phải không? Bay chê Việt Nam của tao phải không? Bé chơi Việt Nam của tao sống không hiện đại. Mà vừa rồi bé biểu tình á, bé ở trường còn thua một con chó của nhà tao đấy. 4 tháng 9 này có con là ở trường xuống không? 4 tháng 9 này nè. Bé ở trường chưa? Bé ở trường phải không? Bé còn thua một con chó, trận này bé ở trường mới thua một con chó của nhà tao đấy. Trong cọc cực ngu nè. Đúng không? Trận vừa rồi bé ở trường được cái gì phải không? Vậy là chứng tỏ bé thua con chó của nhà tao. Đúng không? Hà My, bây giờ Hà My chào cả nhà. Bé nói là Việt Nam tao á là sống, bé nói là Việt Nam thua thua nước ngoài, phải không? Thua nước Mỹ. Tao nói với tụi bé biết nè, con chó mình sống á là con vật nó còn biết thương con người. Con vật á nó còn biết thương con người. Biết con vật của nhà tao không? Mày nói về một đất nước của văn minh của nhà mày mà tao yêu từng con vật của nhà tao, chứ không phải là cái tụi bay hả? Bay xúi dân đi chết nói chưa, luộc cho mẹ con rô sông Đào, thằng Tân Thái, thằng bé Rương Chột, bay xúi dân đi chết. Mà ở đây tao vẫn thương con vật của tao, nhà tao nha. Vậy mày thương cái chỗ nào? Tụi bay là còn thua một con súc vật hả? Con rô sông Đào nè, Tân Thái nè hả, bé Rương Chột, luộc chúng bay căng bà bên nước ngoài nè. Bị nói phải không? Bị nói mà ở một đất nước văn minh bây giờ nè, lần này tao quay cho tụi bay thấy. Bay còn thua con chó nhà tao là biết cái lý do không? Tao còn thương con vật của nhà tao. Bay sống một đất nước nước ngoài mà bay nói là bay yêu đất nước của bay, xuống dân đi chết. Mày nghĩ sao hả? Mày nghĩ sao vậy? Bé còn thua con nhà con chó nhà tao biết chưa? Bé còn thua một con chó nhà tao. Bé nói ở một đất nước văn minh, bé nói là nước ngoài là thương thú vật chứ nữa. Bé thương thú vật, chó nhà tao nè, nó còn ngửi mặt tao đây nè. Bé còn thua con chó nữa mà, thua một con chó nhà Việt Nam của tao á. Tại vì sao mà tao tao vẫn nói bé á, bé thua một con chó nhà Việt Nam của tao. Bay nói là sống một con đất nước văn minh lắm. Bay văn minh con mẹ tụi bay á. Bay kêu Việt Nam, dân Việt Nam ta đi chết thay cho tụi bay. Tới 4 tháng 9 này nè, con đĩ Rô Sơn Đào, thằng bé Rương Chột, kịp mẹ tụi mày bay, ra đây. Thằng bé Rương Thương Thái, thằng Đào Tục Quân, bay còn thua một con chó nhà tao. Tao nói cho tụi bay biết nha. Tao thua bay, bay còn thua một con chó nhà tao. Bay còn thua một con chó nhà tao vì nước sao bay còn thua một con thú vật. Nghe chưa? Lụt chúng bay. Bay biết sao bay, bay xúi dân đi chết thay cho tụi bay. Để hy sinh một lần. Bay có đáng có làm con người hay không? Lụt chúng bay bay sao tóc cao từ đây tao bay. Bây giờ một ngày 4 tháng 9 này nha. Mẹ tụi bay. Ở nước ngoài bay hung hô dữ lắm. Hung hô con mẹ tụi bay. Bay ở một đất nước văn minh con mẹ tụi bay. Bé ở bất nước hả? Bé yêu được một con thú cưng không? Hay bé yêu gì? Bé yêu bản thân tụi bay hả? Em xin lỗi, ở đây là đàn ông nha. Em không, Hà My không dám nói. Bé nói là đàn ông phải không? Bên nước ngoài á là sếp đàn ông thua một con chó á. Mà ở Việt Nam của tao là yêu con người đứng đầu. Ở Việt Nam của chúng tao là yêu con người đứng đầu. Đúng chưa? Ở Việt Nam của tao là yêu con người đứng đầu, thương mạng sinh mạng là con người đứng đầu. Còn tụi bay văn minh gì hả? Thì văn quần là văn minh. Việt Nam của tao là yêu con người, yêu dân tộc, yêu con người, yêu đồng bào, yêu cùng một xương máu của mình để sinh ra. Chẳng phải là tụi bay là thú, thua một con thú là vì lý do gì? Con rơi xuống Đào, thằng Đào tụt quần với bé Rương Chột, một ba đứa bay là khốn nạn nhất. Tao thề với tụi bay, bay ngó bay về Việt Nam tao đi. Nếu đất nước của tao, tao sẽ bắn đầu bay mà tao không nát đầu tao đi. Tao bắn đầu cho tao bưng đà, tao bắn con rô sông Đào trước, xong tao bắn thằng Rương Chuột, tao bắn hết luôn. Luôn chúng bay, ba đứa bay là một cái đào tặc với tao. Tao giết tụi bay trước. Mẹ tụi bay, chó quá. Mày ham cái gì? Mày còn thua con chó nhà tao đây nè. Mày thua con chó nhà tao. Hả?
Có thằng chuột này, con rô sơn đào này mày thuốc con chó nhà tao là biết sao? Con chó tao nó còn biết chủ ha, nó còn biết gì không? Nó biết chủ nhà, nó biết đất nước, nó biết cái gì? Còn tụi bay xuống một con chó là bị sao? Bay không biết tổ quốc, bay không biết tổ quốc. Người ta chửi tụi bay nghe nè, bay không biết tổ quốc, con chó nó còn biết giữ nhà. Còn tụi bay á, con rô sơn đào với thằng bay rương chột, thằng Tân Thái, cha tụi bay là gốc Việt, mấy cha trên đất nước Việt. Còn mấy thuốc con chó nhà tao đây nè, con chó nhà tao là nó biết nhà nào, nó biết giữ lại. Còn tụi bay là bán đất nước, mày xúi dân tao đi chết, mày xúi dân nhà tao đi chết đây nè. Tao nói cho tụi bay biết sao, hồi nãy Hà My là có điện thoại tới, cái tụi bay á nói văn minh lắm. Bay văn minh cái gì? Bay văn minh là một con thú vật á, nó còn không thích bay nữa thì lấy bay ra ở nước ngoài là văn minh lắm không? Bay văn minh cái chỗ nào? Tôi ngày bị phô trương lên. À, một lần nữa chào cô Hami. À bọn đi ạ. À, cô mời con nha. Rồi cô mời con, đang mời con trai đấy, con trai của Hami đấy. Lắm cưng lắm, cô đang mời con đó Võ Trí. Nguyễn Trí, sáng giờ con cái nhắn tin có đâu rồi, đưa mặt ra con. Đưa mặt ra. Ô, hôm nay lại là một ngày bình yên, buổi sáng không thấy có chuyện gì hết. Nó không có cái gì, nó hứa lèo đó mà. Thấy mùng 4 tháng 9 xuống đường mà 63 tỉnh thành trên một cái đất nước này nó luôn luôn bình yên như thế. Người ta gọi là chết 43 năm rồi, đồ phục quốc mấy lần rồi nhưng mà không bao giờ như vậy. Là hứa lòng cái gì, xuống đường lòng cái gì. Chuẩn bị làm đám giỗ cho biến thớ rồi. Câu đó nghe được các con Bên ly trai. chương rồi. Ok. Đó chú, tối nay là mua heo quay Gò Quay về ăn rồi đó. Nói đi con. Nói đi con, hồi nãy có điện thoại đi cả, bây giờ đi nói đi con. Điện thoại cô nữa. Cái ngày mùng hơi lớn chiến dân nghỉ thì họ đi chơi họ nghỉ chứ đâu phải họ làm cái gì mà để cho họ cái đoạn này nó sợ đâu. Nó phải người ta làm để cho họ sợ, người ta nghĩ là người ta đi chơi chứ đâu phải người ta xuống đường rồi tùm lum la đâu. Cái hậu của anh đó hả? Rồi con rớt màn rồi em Nguyễn Trí ơi, con rớt màn rồi. Cô yêu cầu lại đi, cô sẽ đưa con lên. Biết sao? Để cô nói thay cho con cái này, con yêu cầu đi là cô sẽ đưa cho con lên. Tôi bay vào. Bây giờ chỗ nào? Tôi cho bây đợi chỗ nào? Chột mày về đi, chột bay liên chột cái thằng Tân Thái. Mày về mày cứu đi mày. Tụi bay tao vẫn chưa bị đúng là tao không muốn chửi với tụi bay đâu, tại bị ngu quá, tao không muốn chửi. Em chào anh mà đó. Tao bây giờ tao không cần nói với chú còi biết sao. Từ tụi bay là bây giờ bay là thằng Việt Mạng là một. Thằng Sĩ Đăng là hai. Hả? Thằng hả? Sim Thái là ba. Mấy thằng chó bay chổng tay lên nghe, bay là dai rồng ha, đàn ông mà bay là sống một lù ngu bị biết không, bị ngu để mà cha đạp lên cái tụi bay là quá ngu bị sao. Đất nước của Việt Nam mình sung sướng gì, sung sướng cái gì, bay còn thua một con chó bây giờ mà tao nói tụi bay con chó mà tao chửi mấy thằng bay trong chuốc cội nữa chứ. Mấy thằng chuốc cội bay á, bay ăn hết tiền thằng mấy thằng nó đi, bây giờ đòi lên chúng ta cũng được, tao không bao giờ chửi tụi bay ăn hết. À, thằng Sim Thái nè. Mà yêu bây giờ cô mời con lại nha. Bé ăn hết quần mấy thằng nó đi, bé đừng biểu tình cho tao. Hami ủng hộ mày tụi bay. Ăn cho mấy thằng mày chống cộng mua bên Cali cho tao, hết đi.
Mày à, còn mơ mộng chống cộng không? Lũ chúng bay chống cộng phải không? Việt Nam ta không bao giờ có rồi đó. Lũ chúng bay là lũ khốn nạn là biết sao? Khốn nạn từ lâu lắm rồi. Cô đang mời con đó. Tao thách tụi bay luôn. Cái còn thua con chó nhà tao là biết sao mày thua, còn con thua con chó nhà tao. Mày còn thua con chó nhà tao vì lý do gì? Mày cặn bã. Thua một con chó nhà tao. Mẹ tụi bay. Bay với sao bay xong một đất nước quốc tịch Hoa Kỳ rồi. Mày nghĩ sao bây giờ bị đòi cái gì? Mày về mày đòi quyền lợi gì đất nước Việt Nam này hả? Mày bỏ ra đi. Mày tính về là mày đòi chia sớt gì nằm đây nữa Việt Nam của nhà tao hả? Mày có bằng lãnh về đây. Mày hứa mặt tụi bay úp. Hả? Con Rô Sơn Đào. Con đi Rô Sơn Đào, bây giờ ta kêu con đi Rô Sơn Đào này, số Sơn Đào ơi. Mày xuống đây, mày là lính của thằng Đào tụt quần, nghe chưa? Rô Sơn Đào, mày lính. Mày lính của thằng Đào tụt quần, nghe chưa? Dính là chị em gì con của con thằng A Quy. Địt mẹ tụi bay, úp mặt xuống hết đi. Lũ chúng mày. Con Rô Sơn Đào, ha? Mày là lính của Đào thằng tụt quần, nghe chưa? Như thằng A Quy mà đụng mẹ bay hả, úp cái mặt xuống hết cho tao, mấy thằng chó đó. Nghe chưa? Mày có bằng lãnh về đây, đó, có thông tin đấy. Mẹ tụi bay xuống đây hết cho tao. Bay ngồi bên à, bay ngồi bên nước ngoài tụi bay, bay gây à, bay lấy tiền. Hả, bay lấy tiền, bay gạt bên cộng đồng của chúng bay ăn. Rồi bay gạt bên đất nước Việt ta, Việt Nam tao mới dễ gặp ha. Việt Nam nhà tao rất là khôn, mày gửi tiền về nó chúng nó ăn tiền hết, đéo có làm gì tụi bay đâu, tao biết. Dân tao dân Việt mà tao ở gần tao quá hiểu mà. Mày hiểu dân Việt Nam bằng tao không? Mày gửi tiền về đi. Hay tao dạy cho mày cái ngon này. Không ai hiểu bằng tao nè. Mày gửi tiền về đây đi. Thằng Đào tục quần, cái thằng Kim Thái, gửi về ăn đây đi ha. Ngu gì đất nước nó quậy đất nước của nó thừa hiểu. Tao nói cho mày nghe. Đấy, cái lũ chó tụi bị ngu. Ngụy tụi bị ngu. Cuộc đời cha tụi bay ngu rồi, cuộc đời của tụi bay còn ngu hơn thằng cha tụi bay nữa là biết sao không? Ngu như một con chó, nghe chưa? Ngu còn hơn một con chó, nghe chưa? Đời cha tụi bay ngu, đời này tụi bay ngu nữa biết sao không? Việt Nam dân tao không bao giờ ngu với mày đâu. Mày gửi tiền về đi cho nó ăn hết. Để cô mời lên một lần nữa con nghe. Cô đang mời con á. Con thoát ra đi, con gửi yêu cầu lại đi Trí. Con thoát ra đi, con không có mà nghe. Mày nhượng dân tao cái gì mà tự. Mày chỉ hiểu dân Việt Nam đâu mày ha? Mày chưa hiểu dân Việt Nam đâu. Thì làm sao mày lật đổ chế độ? Trước khi mày lật chế độ, mày hỏi mày phải hiểu dân Việt Nam cuộc sống thế nào, lòng dân Việt Nam hiểu thế nào, mày mới lật đổ chế độ được ha? Con Rô Sơn Đào, Đào tụt quần, bé đi lưng chột, thằng Tân Thái, ba thằng bay bị ngáo đá ha. Con đỉ Rô Sơn Đào ha. Bây giờ lăng tao đỉ tới chờ con đỉ con Thùy Dương sao nha. Tại con đó là con cằn bã, con đó là cằn bã, không để tao tao phải dòm ngó tới. Con đỉ Thùy Dương mà tao không cần nói tới. Để đó là con nói chuyện sau. Con Thùy Dương tao phải chơi sau nó nha. Con Thùy Dương mà tao chơi sau nó. Tại con đó không đủ để tầm cỡ để tao chơi. Nghe chưa? Con đỉ Rô Sơn Đào mày đưa ra đi cho bắt đầu ha. Thằng Tân Thái, thằng Bê Rương Chột là lính của Đào Đào Mạnh Quân, nghe chưa? Địt mẹ tụi bay, còn Đào Triều Việt Kiều đồ gì con mẹ tụi bay ha. Cái tụi bay chém chết binh Cali của tụi bay đi. Bay đừng bao giờ chịu về về mỏ Việt Nam của tao, nghe chưa? Tao nói cho tụi bay biết. Cái tưởng tao không biết gì à? Con Rô Sơn Đào là lính, lính của Đào tụt quân, nghe chưa? Con Rô Sơn Đào là lính, thằng Đào tụt quân. Bé Rương Chột, thằng Tân Thái. Còn con Thùy Dương có nói chuyện sau nha. Con điện Thùy Dương này cỡ này tao bằng cổ mày đó. Thùy Dương tao bằng cổ sau đó. Tao chưa đếm xỉa tao con đỉ này đâu. Con đỉ này tao chưa đếm xỉa đâu. Con đỉ nó mới qua mấy năm này thôi. Tao chưa có tao chưa dúng tao con đỉ này đâu. Con đỉ đó là mày đã tao đánh chết mẹ. Tao phải cần gì rủ mày cỡ con đỉ đó là chết mẹ với tao đó. Tao sẽ qua gặp mày bên Na Uy đấy. Con đỉ đó tao sẽ qua gặp mày bên Na Uy đấy. Nó cho mày biết con đĩ Thùy Dương có tính sao đấy. Mẹ mày.
Bộ đồ hả? Giờ tao nói nè, đời Nguyễn Hằng nè, tao nói, bộ đồ hả? Bộ đồ là ông nội của mày đó. Nghe chưa? Tôi nói cho mày bộ đồ hả? Gì? Hương 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 con đĩ mẹ mày á, thấy chưa? Cái loại chúng mày là ba que sọ lá, mày thích mày đấu với bà nội mày đây nè, bà nội của mày đây nè ha, bà nội của mày đấy, tao là bà nội của ba que đấy, mày cho mặt tao, tao là bà nội của ba que đấy. Cái lũ chúng mày biết sao là cặn bã trong của Việt Nam của chúng tao, tao phải diệt tụi mày trước, tao phải diệt diệt tụi mày trước, tao diệt tụi mày chết trước. Lũ chúng mày là còn thua một cặn bã, thua một bà chó nữa là biết gì lý do gì. Tụi bay chỉ biết chà đạp trên quê hương của đất nước của Việt Nam này. Rồi tụi bay ha, biết sao? Đi xa quê hương, tại vì sao bay không biết về là tốt cho quê hương? Bay tưởng mấy quán ăn bơ Mỹ là mấy ngon hả? Bay tưởng mấy quán ăn bơ Mỹ là mấy ngon hả? Hả? Tao này là bà nội của ba que đây nè. Bà nội của mày đó. Con đĩ mẹ tụi bay là ba que xỏ lá. Bay qua ăn bơ, mấy tưởng là bay tưởng là bà nội của tụi bay hả? Bay tưởng mấy quán ăn bơ cái là tưởng là thiên đàng hả? Thiên đàng con đĩ mẹ bay á. Bé thiên bàng ăn một miếng bơ thôi, bé phải bán tổ quốc, bán đồng bào, bán xã hội này. Lũ bé lũ chó, nghe chưa? Lũ bé còn thuốc một con chó là biết sao, một con chó hoang. Ê, tao chửi cho có thằng đập điện thoại đó, mày lát mày qua chừng mày đập điện thoại đó. Con đĩ mẹ mày qua chừng mày đập điện thoại đó. Tao chửi mày nó lát mày đập điện thoại tiếp á. À, tao nghi thằng là thằng đập điện thoại theo dõi tao quá. Đập điện thoại mới mua hay con? Hả? Tao chửi mày tức quá, mày đập điện thoại mày mua điện thoại con đập. Tao chửi cho mày đập điện thoại, mày đập điện thoại tiếp nha. Rồi, đợi tao 5 phút. Tao đi kiếm đồ sạc, tao chửi cho mày đập điện thoại đi. Cái đời của thằng cha của mày bán nước, tới phiên của mày á. Mày hết tiền rồi, bây giờ mày bán tổ quốc nữa. Địt mẹ tối ngày cha con mày toàn là đồ mà đồ đi bán nước không vậy? Sống sao mà nhục dữ vậy? Hả? Tối ngày đi còn rồi, cha con mày đi làm thuê, toàn là bán nước đất tổ quốc không vậy? Nhục nha. Tụi bay ba que xỏ lá, đúng là tao đặt ba que xỏ lá là không sai. Không sai chỗ nào đúng không? Tụi bay là vừa ăn cướp vừa lên làng, bán quê hương, bán tổ quốc, bán đồng bào là lũ chó ba que tụi bay. Nghe chưa? Lũ chúng bay còn hơn một thua một con thú. Tao đi kiếm cái đồ sạc pin lại nha, lát tao chửi tụi bay. Tao chửi khi nào mày đập điện thoại á. Ai có một thằng đập điện thoại đấy. À, phải của mày có thằng đập điện thoại với tao rồi đấy. Thôi tao kêu tụi bay cho đập đập điện thoại chết mẹ tụi bay hết đi. Tao chửi khi nào mày đập điện thoại kìa mới giỏi. Rồi nó tao có đạt á. Tao chửi tụi bay đập điện thoại mới giỏi. Mẹ tụi bay thua một con chó biết không? Đời thằng cha của tụi bay á là bán tổ quốc, bán quê hương, bán đồng bào. Tới đời của chúng bay á bây giờ này biết bán gì không? Bị bán xương máu. Bị bán xương máu của đồng bào của quê hương. Đất nước năm 2018 rồi, bây giờ không muốn chiến tranh nữa, bây giờ em muốn chiến tranh nữa thì mới hút máu còn gì nữa. Địt mẹ tụi bay là biết sao không? Tao chửi bay địt mẹ là chỗ đó, địt mẹ cái loại chúng bay tao bây giờ tao chửi thề, địt mẹ chúng bay còn khốn nạn hơn loài thú vật này biết không? Cái loài chúng bay ở một đất nước văn minh, một đất đất nước Mỹ mà năm 2018 rồi bay vẫn là muốn chiến tranh để hút máu. Bây lừa gạt đồng bào bay quê hương của gốc của tụi bay, bây lấy đồng tiền đó bay ăn, phải là tao chửi bay địt mẹ là còn gì nữa. Địt vậy là bay quá sướng rồi đấy. Tụi bay là cặn bã. Tuy ở Việt Nam tao nghèo thật, Việt Nam tao nghèo thật, nhưng tao không 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 có sống khốn nạn như tụi bay. Việt Nam tao nghèo nhưng tao không sống khốn nạn như tụi bay. Bay quá khốn nạn, bay chà đạp quê hương của tao, nói chưa? Việt Nam tao nghèo mà không khốn nạn như tụi bay. Tao nghèo, tao phụ nữ tao nghèo thiệt. Tao lam lũ, tao sống vì cuộc sống. Còn tụi bay á, bay lừa bằng đạp, bay lừa dùng những người dân thiếu hiểu biết để bằng đạp tụi bay lên, bay quá khốn nạn đi. Bay quá địch, tao bởi tao chịu địch mè tụi bay á. Tụi bay không đáng một xu, tao không đáng một nê, chứ tụi bay là ba que sọ lá. Bữa nay tao chờ thằng nào đập điện thoại nữa tao còn mừng đấy. Tụi bay còn thua một con chó. Tao không chịu gì hết á, mà tao chửi tụi bay là biết sao? Bay còn thua một con thú vật. Ha, để sống một đất nước văn minh, để sống một đất văn minh, còn bay lời dùng một người dân, ha, cái chà đạp trên bản thân quê hương của tụi bay, đúng không? Bay chà đạp trên quê hương của chúng bay, chà đạp quê hương của chúng bay, rồi bay sống bay lời dùng, bay quá khốn nạn nhé.
cái quá khốn nạn. Bé sống một đất nước văn minh mà bé không lấy cái học cái văn minh để đem về đất nước, mà bé sống mà chà đạp lên quê hương của chúng bay. Bà quê, cái lũ chúng bay sao khốn nạn vậy? Đời thằng cha của chúng bay là tao không thèm nói là tao chửi bữa đó thằng là đập điện thoại nữa, tao cùng á. Ê bà quê, em có đập điện thoại đâu á. Wow, tao chửi đúng ý tụi bay lắm rồi, tao cho tụi bay thấy cảnh. Em mời chị Ngọc Hiếu, tao cho tụi bay tao chết. Tao sắp tụi bay đó, mày giết tao hả? Tao đây, giết tao đi ha. Mày cay lắm, mày giết tao nhé. Em chào chị. Chào em, chào cả nhà nhé. Chào tất cả anh chị em trên cộng đồng mạng. Kha 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 kha. Hôm nay là